Cuộc hội ngộ của bộ đôi diễn viên Hòa Hiệp và diễn viên Cao Thái Hà khi kết hợp cùng nhau trên sân khấu của Giác Quan Thứ 6. Liệu họ có đủ ăn ý và hiểu nhau như trong những bộ phim đã từng kết hợp trước đó? Hãy cùng đón xem tập 19 ngay sau đây! Thành Chung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác Quan Thứ 6 mùa 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được nhìn thấy trợ lý của chương trình đang có một bộ váy với một màu sắc sặc sỡ. Anh có cảm giác như đang đứng ở giữa đồng lúa chín. Và ở đâu đó có cảm giác như đang xem và nghe câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Và đây chính là cái phần mà cô Tấm biến thành quả thị. Sao câu chuyện của anh nó ngang ngược quá vậy? Thì đấy, đến cái đoạn biến thành quả thị đấy thì khả năng là phải màu như thế này chứ, đúng không? Vậy hả? Rồi, và hãy cùng làm quen với hai người chơi trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Đó chính là hai diễn viên Hòa Hiệp và Thái Hà. Em chào chứ. Lời nói đầu tiên xin cho phép Cao Thái Hà được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Giác Quan Thứ 6. Con Hòa Hiệp thì cảm thấy rất là vui, rất là hân hoan và rất là hồi hộp được tham gia chương trình Giác Quan Thứ 6. Và mến chào tất cả mọi người, và đặc biệt là hai MC rất là dễ thương của chương trình. Và hy vọng rằng hôm nay được hai MC sẽ trợ giúp để chiến thắng trong cái chương trình Giác Quan Thứ 6. Tôi thì tôi không dám hứa nhé, nhưng mà bên kia thì chắc chắn đang có mặt tại chương trình ở đây với tư cách là trợ lý của chương trình và trợ giúp cho những người chơi. Trợ giúp đúng hay sai thì tùy thuộc vào sự quyết định của các bạn. Bởi vì trợ lý của chúng tôi luôn đưa ra nhận định bằng sự hiểu biết của mình, nhưng hiểu biết đến đâu thì tôi cũng không biết. Bởi vì nó rất là khó. Bởi vì lúc mà mọi người nghĩ đúng thì nó sai, mà lúc mọi người nghĩ sai thì nó đúng. Nghe nói đã thấy khó rồi. Nhi ơi, em sáng là anh sáng nha cha. Còn nếu mà em tối là anh tối thui luôn. Anh yên tâm đi, cái nhiệm vụ của em, cái vị trí em trong chương trình này là để trợ giúp cho khách mời tới đây. Em rất là nhiệt tình luôn. Và mong là hai anh em sẽ mang thật nhiều tiền thưởng sau khi chương trình kết thúc. Còn bây giờ xin được mời hai bạn về đúng vị trí của mình. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Giác Quan Thứ 6 mùa 3 và bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình. Mời trợ lý. Dạ, thưa quý vị khán giả cũng như hai anh chị khách mời ngày hôm nay thân mến, chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 mô tiền thưởng tương ứng với các giá trị là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Cùng với 6 ô nghề nghiệp tương ứng với 5 vị khách mời đến đây ngày hôm nay. Nhiệm vụ của những người chơi đó chính là tìm thông tin và nghề nghiệp ứng với khách mời. Nếu đúng, các bạn sẽ có được số tiền mà các bạn đã lựa chọn từ trước. Nếu sai, tiền sẽ ở lại với chương trình. Và đến cuối chương trình, tổng số tiền thưởng là bao nhiêu sẽ có cơ hội nhân đôi, chia đôi hoặc giữ nguyên thông qua sự lựa chọn những chiếc két ngay sau đây của người chơi. Xin mời. Dạ đây, 3 chiếc két sắt. Mời anh chị lựa chọn một trong 3 chiếc két này. Em thấy số 1 hay số 2 hay số 3? Số 3 là số không có đẹp rồi đó, giờ 1 hoặc 2 thôi. Thôi mình chọn chính giữa đi ha. Ok. Chọn số 2 đi ha. Dạ. Chọn số 2. Số 2 là nhân đôi đó. Với lại Nhi em chọn số mấy Nhi? Thôi đừng, em sợ trách nhiệm lắm. Cho nên em không chọn. Em thấy màu vàng đó, anh hy vọng là sẽ may mắn đến với anh nè. Ủa là gì, mở luôn hả? Mình mở để... Em mở luôn hả Nhi? Dạ không, em mở để cho mọi người thấy là bên trong nó có đồ. Bây giờ thì mời anh chị đổi password nha. Xong rồi đến cuối chương trình mình mở ra mình mới biết kết quả của nó là nhân đôi, chia đôi hay là giữ nguyên. Rồi anh nhập 4 số khác và dấu thăng giùm em. Năm sinh em bao nhiêu? Trời ơi, đừng để năm sinh. Thì em nói số thôi, em nói con số thôi, em nói con số thôi. Để em ta giấu tụi. Con số cuối cùng đi, con số cuối cùng. Số 0. Ủa số 0 hả anh? Thế là Cao Thái Hà em sinh năm 2000 à? Dạ, đúng rồi. Bây giờ em là số 0. Em là số 0 nè. Anh là số 2 nè, em là số 0 nè, anh là số 2. Rồi, 0202. Tuyệt vời, tôi chưa thấy ai đặt mã két mà hét to lên như vậy. Không, tin tưởng Nhi và Chung mà, yên tâm đi. Không có thoát khỏi tay tôi đâu, yên tâm. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Cái gì đấy? Em cũng biết đánh đàn đâu. Cái đó là tập đàn á, tập. Khi mà em đang làm vậy này ha, đụng tới nghề nghiệp của họ đó, là anh chị phải quan sát 5 người đó, là ai có cái thái độ khi dễ em á thì là người đó. Em có thể nhìn thẳng vô mặt anh Hiệp được không? Có ai? giả đang quay trở lại với chương trình Giác Quan Thứ 6 mùa 3 và chúng ta đang đến với vòng thi đầu tiên. Lúc này thì 5 khách mời đặc biệt đã có mặt trên sân khấu của chương trình. Bây giờ sẽ là vị khách ở vị trí số 1. Xin chào mọi người, em tên là Hoàng Yến, năm nay em 29 tuổi, là một cô gái thuộc cung xử nữ cho nên bản tính em sinh ra đã rất là hiền lành. Nhưng mà không biết sao á, dòng đời xô đẩy, em trở thành một người hiền khô luôn. Nhưng mà cũng vì vậy mà em có rất là nhiều bạn bè, mọi người hãy đoán thử xem em là ai nhé. Rất đáng yêu và dễ thương, đó là vị khách số 1, bây giờ sẽ là vị khách số 2. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hôn Đỗ, năm nay mình 24 tuổi. Mình có sở thích nghe nhạc và xem phim. Từ nhỏ mình vốn trầm tính và ít nói. Mọi người đến xem mình like nhé. Một chàng trai hiền lành. Bây giờ sẽ là vị khách số 3. Người ta thường nói phụ nữ đẹp thường rất chân chuyên, nên em biết em là một người phụ nữ đẹp vì cuộc sống của em rất khó khăn. Mỗi ngày đều phải quay quanh công việc ở cơ quan và ở nhà. Em chỉ là một cô gái thích được ăn uống thỏa thích mỗi ngày. Đó là đã đủ hạnh phúc rồi. Mọi người hãy đoán xem em là ai nhé. Rất dễ thương. Và bây giờ sẽ là vị khách số 4. Xin chào mọi người, mình tên là Thủy Sang, năm nay mình 26 tuổi. Mình là một cô gái rất là năng động và thích mạo hiểm. Các bạn bên đây đã chia sẻ rất là nhiều thông tin rồi nên là mình sẽ xin dừng ở đây nhé. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nào. Cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của một cô gái có một cái thái độ như là đến tháng mà chồng chưa đưa tiền lương. Xin mời bạn số 5. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Long, mình là con út ở trong một gia đình. Bố mẹ mình rất là yêu chiều mình đó. Nhưng mà không phải như vậy mà mình ỷ y đâu nha. Mình không hề hư hỏng tí nào. Mình cực kỳ là yêu thích thú cưng. Mọi người ở đây có ai giống mình hay không? Diệu Nhi. Dạ. Có thích thú cưng không? Dạ có, nhà em có nuôi 2 bé chó. Vậy mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Ồ, vậy thôi. Này em biết không, em cười xinh hơn rất nhiều với cái gương mặt căng thẳng ấy. Em cứ cười cho anh nhé, tất cả mọi người cứ cười rất xinh và rất là đẹp. Bây giờ sẽ là gói tiền thưởng, các bạn lựa chọn số mấy từ 1 đến 5. Các số 2 rồi, chọn số 2 luôn đi anh. Rồi, anh chịu ý em, chọn số 2 luôn. Số 2. Và thông tin đi kèm đó là piano. Piano hay còn gọi là dương cầm, là một cây đàn mà tôi nghĩ rằng là bất kỳ trong một cái loại hình nghệ thuật nào và âm nhạc nào cũng đều cần tới. Bởi vì piano khá là đa dạng. Vậy thì là ai từ 1 đến 5 sẽ là người sẽ chơi piano? Piano thì với Hòa Hiệp đang cảm giác là sẽ là rơi vào cô số 1 hoặc là cô số 4. Lý do? Tại vì thường những người chơi piano á, rất là nhẹ nhàng. Và cái thần thái, cái sắc thái họ rất là phiêu. Họ rất là lãng mạn á. Thì hai cái gương mặt thì có một cái, cho Hiệp một cái trực giác là hai người đó sẽ chơi cái nhạc cụ là piano. Mọi người sẽ có những sự trợ giúp ở hai vòng đầu tiên, đó là anh chị sẽ có 2 quyền trợ giúp ở vòng 1 và vòng 2. Đó chính là quyền loại trừ, sẽ loại trừ ra bớt những đáp án không chính xác. Và quyền thứ hai là quyền tiếp cận. Anh chị sẽ có 15 giây đến gần và quan sát. Và nếu như mọi người vẫn còn cảm thấy phân vân thì ngay sau đây sẽ là một phần trình diễn kỹ thuật biểu diễn tưởng tượng với vai diễn là một nghệ sĩ đánh đàn piano. Xin mời trợ lý. Là em luôn. Đúng rồi. Ủa nhưng mà như 2, 1. Cái gì đấy? Đàn, em không biết đánh đàn đâu. Cái đó là tập đàn á, tập dạ. Cái này gọi là gõ đàn, gõ đàn chứ không ai mà đánh kiểu này chứ. Anh Hiệp với chị Hà, cái lúc mà em làm như nè, anh chị đừng có quan sát em. Ủa anh chị phải quan sát 5 người trên kia kìa. Đúng rồi. Ai có một cái nét chứ kiểu như là đây sao bị rối luôn á. Đúng rồi. Kiểu như là khi mà em đang làm vậy này ha, đụng tới nghề nghiệp của họ đó là anh chị phải quan sát 5 người đúng đó rồi, là ai có cái thái độ khi dễ em á thì là người đó. Bây giờ các bạn số 2 cười kỳ lắm anh. Lúc mà anh nói số 1 số bạn số 2 cười kỳ lắm luôn á. Mọi người có muốn dùng trợ giúp không? Lại trừ nhá. Dùng đi, tại vì vòng 3 mà còn để dành cũng không được xài đâu, mình chỉ xài được vòng 1, vòng 2 thôi à. Ok. Nói chung là thôi, mình cứ sử dụng trước đi, rồi về sau thì mình cầu cứu Diệu Nhi. Ok. Trợ giúp loại trừ bắt đầu. Số 3 và số 5 sẽ là những người không đánh nhạc cụ piano. 1, 2 và 4. Anh Hiệp đón số 1 với số 4. Không, anh... Em nghi số 2. Anh cũng đang nghi số 2 đó. Thế là còn anh... nguyên luôn cả 1, 2, 4 đúng không? Tại vì anh cũng đang nghi số 2. Tại vì anh lợi trừ thôi. Anh lợi trừ ra để xem có thái độ của hai cô ấy như thế nào. Mà anh thấy cái anh chàng cái số 2 hay cười khinh khỉnh. Đúng rồi à, ý nghĩa là mình đang chọn sai rồi. Đúng rồi. Tại vì thật sự là mà piano á, không chỉ là nữ chơi hay mà nam cũng chơi rất là hay. Chắc số 2 anh ơi. Em có thể nhìn thẳng vô mặt anh Hiệp được không số 2? Và các bạn sẽ lựa chọn Số 2. Nếu là trợ lý em chọn chỗ mấy? Em thì em cũng phân vân chỗ số 2 với lại số 4 đó. Và em sẽ chọn số? Khách mời đã chọn số 2, em chọn số khác. Em đó là số? Số 4. Số 4. Hãy cùng xem trợ lý của chúng tôi đúng hay hai người chơi đúng. Kết quả. Không chính xác. Như vậy số 2 không phải là người chơi nhạc cụ piano. Vậy thì số 1 và số 4 ai mới là người chơi nhạc cụ này? Kết quả. Số 4. Cậu Nhi đúng rồi nhỉ? Ghê vậy, em chọn đại mà. Thế thì mới gọi là trực giác. Các em thấy chưa? Đó là trực giác. Hà thấy chưa, anh đã chọn số 1, số 4 rồi, em đánh lạc hướng số 2. Chứ vậy, làm anh tập trung vô chàng trai thứ hai đó làm số chúng ta 2. Thua rồi. Sao em lừa chị vậy? Mà em cười kỳ vậy số 2. Em bớt cười lại đây số 2. Nào, hãy cùng xem gói tiền thưởng số 2 có giá trị là bao nhiêu? 5 triệu thôi nha. 5 triệu. Đấy, đúng không? Đoán người thì không đúng mà đoán tiền lại đúng. 5 triệu đã ở lại với chương trình, không thuộc về các bạn. Nhưng bây giờ hãy cùng làm quen với cô gái ở vị trí số 4. Xin mời. Xin chào bạn. Xin mời bạn giới thiệu lại bản thân của mình cũng như là nghề nghiệp hiện tại. Dạ, em chào hai anh chị MC và hai anh chị khách mời. Em tên là Thủy Sang. Năm nay em là 26 tuổi và em đang là một pianist. Em đã bao giờ chơi piano ở trong dàn nhạc giao hưởng chưa? Dạ có rồi, thật ra là bây giờ công việc của em là em vừa chơi trong dàn nhạc và em vừa chơi solo và em cũng có thể chơi duet và nhiều thể loại khác nữa. Học piano thường từ rất sớm, vậy thì em học từ mấy tuổi? Dạ em bắt đầu tiếp xúc với đàn nói chung thôi, làm từ em 5 tuổi. Dạ và em bắt đầu đi theo học chuyên nghiệp là từ em 8 tuổi là em thi vào nhạc viện thành phố. Wow, vậy là em cũng đã có gần 20 năm đối với chiếc đàn piano rồi. Dạ. Và em thử nhìn xem Diệu Nhi bây giờ mà tập đàn thì có còn kịp không? Dạ, thực ra thì tuổi nào tập đàn cũng đẹp. Và đặc biệt với chị Diệu Nhi tập đàn lúc nào cũng đẹp. Nhưng mà chị tập đàn bây giờ có bị muộn không? Tại vì tay chị hơi ngắn á, chị không có bẻ cái ngón ra, với ra được mấy cái phím được á. Dạ, người ta hay có câu là có công mài sắt có ngày nên kim á chị. Nên là mình tập đàn mình hơi lớn tuổi thì mình sẽ tập nhiều thời gian hơn xí. Và cảm ơn em đã đến với chương trình. Nhưng mà khả năng số 2 thì cao hơn. Cho sao nãy em cứ chọn số 2 vẫn là số 2. Em mê dài lắm đấy à? Không, không. Chọn theo Diệu Nhi xem coi thế nào. Rồi giờ anh chọn đi nè, em bấm chuông. Cái gì vậy? Gì hết mà chọn nó có gì hết mà. Bây giờ cho nó có giữ lập chuông, giữ chuông luôn. Bây giờ phải cho chung đội với anh. Đang đến với vòng thi cảm quan của chương trình Giác Quan thứ 6 mùa 3. Đến lúc này thì hai người chơi của chúng ta vẫn chưa có tiền thưởng, nhưng họ vẫn còn 4 cơ hội nữa. Tương ứng với 4 gói tiền thưởng 1, 3, 4 và 5. Các bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số bao nhiêu? Bây giờ nãy mình hụt số 4 rồi, giờ cho chọn số 4 lại đi. Số 4. Chúng ta sẽ có thông tin tương ứng đó là Fliss. Các bạn có biết Fliss là cái gì không ạ? Em không biết rồi đó. Anh Hiệp biết không anh Hiệp? Fliss hình như là cái loại kèn này đúng không ta? Fliss đó chính là một loại sáo. Đúng rồi, loại sáo này đúng không? Đúng rồi. Không phải là sáo trúc đâu mà là sáo bằng sắt. Đúng rồi. Bởi vì đây là nhạc cụ của nước ngoài, của phương Tây. Nên mọi thứ đều bằng kim loại hết. Đúng rồi. Bây giờ các bạn sẽ đoán là ai đây? Từ 1 tới 5. Anh Hiệp đón đi anh Hiệp, em thấy giác quan của em có lẽ ổn rồi đó. Cái sáo này thì anh đoán là số 2 hoặc là số 3. Tại sao? Tại vì thật sự là khi thổi sáo đó là phải cần cái hơi rất là mạnh. Hiệp nghĩ là số 2 là nam thì cũng sẽ có một cái hơi mạnh để mà thổi sáo tốt. Số 3 với vóc dáng của bạn ấy thì cũng thể là trong cái sáo đó. Còn mà số 1 thì Hiệp nghĩ là cô ấy sẽ phù hợp với dương cầm. Thì không biết đúng không? Còn cái số 5 thì mặc hình sự quá. Mà thường thường số 5 mặc hình sự á thì thường thường là nhạc trưởng á. Thế còn Cao Thái Hà? Em cũng nghĩ giống anh Hiệp vậy đó. Em cũng nghĩ là số 2 hoặc là số 3. Nhưng mà khả năng số 2 thì cao hơn. Cho sao nãy em cứ chọn số 2 quá. Vẫn là số 2. Em mê dài lắm đấy à? Không, không. Chọn số 3 đi. Anh nghĩ là số 3 hả? Diệu Nhi ơi, anh chị còn một cái quyền tiếp cận nữa đó, anh chị muốn xài luôn không? Xài luôn đi. Đó là sao? Là 15 giây lên trên đó mình đứng mình quan sát kỹ hơn. Mình lên mình được tới đó mình quan sát luôn hả? Đúng rồi. 15 giây tiếp cận bắt đầu. Hết giờ. Số 1 của em là ai? Số 2 em có hỏi 6 không? Số 3 em có hỏi 6 không? Không trả lời. Thôi đi về đi. Một gọi là một bức tường phẳng. Không ai trả lời đâu anh ơi. Nào, mọi người sẽ lựa chọn số. Nếu mà lần này số 2 mà anh chật lất nữa, anh nghĩ cho em ra luôn nha. Sẽ không còn em nữa. Nhưng mà khoan đã, Diệu Nhi, trời đất ơi, trợ giúp đi. Nếu là em sẽ chọn số 7. Nếu là em sẽ chọn số 3. Số 3. Đó, em chọn số 3 hả? Trợ lý chọn số 3, người chơi chọn số 2. Em để cho anh quyết định đó. Mình chọn theo Diệu Nhi xem coi thế nào. Rồi, giờ anh chọn đi nè, em bấm chuông. Cái gì vậy? Cái gì hết mà chọn nó có gì hết mà. Diệu Nhi ơi, số cái sự mà giác quan của em có đáng tin tưởng không? Em chọn đại mà em có giác quan đâu. Sao kỳ vậy? Mà tại sao em chọn số 3? Tại vì em nghĩ em có cảm giác bạn số 1 với số 2 phù hợp với những cái loại giống như là đàn bự sao á. Em có cảm giác đó. Vậy hả? Và kết quả các bạn sẽ lựa chọn số. Số 2, số 3 ta. 3, 2, 1. Số. Anh chọn không? Chọn em chọn đó. Thôi em cho em chọn luôn đi. Đó, rồi số 2 cho bạn. Thủy với số 2 luôn, chọn số 2 anh. Số 2 đã được chốt rồi và bây giờ sẽ là kết quả thưa quý vị. Không chính xác. Thưa quý vị, nghỉ chơi đi về đi cho rồi. Thôi được bình tĩnh ra đây, ngồi đây. Bởi vậy anh nói em nghe Diệu Nhi đi, em không chịu nghe Diệu Nhi. Em chọn số 2 làm gì làm, anh chốt đơn theo em. Ủa anh chưa chọn, anh không chọn giờ anh đối rồi em. Cao Thái Hà thiệt tình luôn á. Cao Thái Hà, dạ. Thông qua việc chọn này anh chỉ có lời khuyên thế này cho em thôi. Người ta nói rằng ấy, yêu nhiều lần mà sai thì đó là số phận. Dạ. Còn yêu một người mà sai nhiều lần ấy là do quyết định của mình. Em yêu 2 lần số 2 rồi có biết không? Và cả 2 lần đều đưa em tới đỏ quạch luôn, không có tiền. Nào hãy cùng xem ai mới là người chơi sáo Fluid. Xin mời. Vâng, đó là số 1 chứ không phải là số 3. Và chúng ta nhìn thấy một cô gái rất là tươi vui, nhỏ nhắn và xinh xắn nữa, thì tôi nghĩ rằng thổi sáo Fluid thì không cần cái hơi phải mạnh mà cần cái hơi phải dài. Còn bây giờ sẽ là gói tiền thưởng số 4, giá trị là bao nhiêu? Hết thua rồi đó. May quá, chỉ có 1 triệu thôi, rất may cho sai lầm này. Bây giờ hãy cùng làm quen với cô gái ở vị trí số 1. Xin chào bạn, mời bạn giới thiệu thêm về mình cũng như là công việc của bạn. Mình tên là Hoàng Yến, năm nay mình 29 tuổi. Mình đang là nhạc công của dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh và mình chơi sáo flute. Sáo flute thì chơi có phải như anh nói là cần cái sự tinh tế cũng như là sử dụng cột hơi chứ không cần phải hơi mạnh, có đúng không em? Dạ, riêng về độ tinh tế thì không chỉ riêng sáo flute mà nhạc cụ nào thì cũng sẽ cần độ tinh tế. Còn về sáo flute thì mọi người nhìn, nếu mà mọi người khi mà thấy mình biểu diễn thì sẽ cảm thấy ồ, cái nhạc cụ này thật là nhỏ bé, thật là dễ thương, chắc là thổi cũng không cần nhiều hơi đâu. Nhưng mà thật sự ra là thổi sáo flute thì sẽ cần rất là nhiều hơi, và trong cái quá trình mình tập luyện thì mình sẽ có thể giữ được cái hơi chứ mình không cần là phải hít thật là nhiều vô. Cái cách mình thổi ra, mình giữ lại được hơi và mình đẩy hơi ra thì nó sẽ giúp cho cái âm thanh của mình được hay. Em tập bao lâu rồi? Em chơi từ đó tới đây tổng cộng đã 16 năm rồi ạ. Nhưng mà cơ duyên nào dẫn đến là bạn thích cái loại nhạc cụ này mà không phải là một loại nhạc cụ khác? Thật sự ra đây là một cái nhạc cụ mà gọi là nghề chọn người. Bởi vì từ đầu là em không có định hướng về âm nhạc, nhưng mà sau đó vì một cái cơ duyên nhất định mà em đã được chọn học nhạc xong, và sau đó em theo nghề luôn tới bây giờ. Nhưng mà học nhạc thì mình thấy có nhiều bạn giống như là bạn hồi nãy là đánh đàn nè, rồi có thể kéo những cái dây đàn nè, mà thường thì thổi sáo như vậy bạn thấy nó có sự hứng thú gì hả? Khi mà mình chơi một nhạc cụ thì ngoài cái cách mà diễn tấu cái nhạc cụ đó ra thì mình nghĩ là mình thích cái việc diễn tấu thì chắc sẽ tùy vào sở thích của mỗi người. Có người thì thích đánh, có người thì thích thổi. Nhưng mà quan trọng là cái cảm giác khi mà mình tạo nên âm nhạc, mình cảm thấy rất là sung sướng. Chăm nghe thì không bằng mắt thấy. Chúng ta hãy cùng vừa nghe và vừa thấy phần trình diễn của cô gái xinh đẹp này trên sân khấu của Giác Quan Thứ 6. Xin mời. Chúng ta cùng đến với một bản hòa tấu giữa piano và sáo flute với một bản nhạc được mang tên Raindrop Flower. Đến với vòng thi thứ 3, vòng trực giác của chương trình Giác Quan Thứ 6 mùa 3. Đến lúc này thì người chơi của chúng tôi vẫn chưa có tiền thưởng. Dù hai vòng đã trôi qua, nhưng họ đã có những kinh nghiệm nhất định nào đó. Trong khi khách mời thì đang ít dần đi và xác suất để họ đoán trúng thì sẽ cao hơn. Nên bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn gói tiền thưởng tiếp theo 1, 3 và 5. Các bạn sẽ lựa chọn số mấy? Số mấy anh em? Chắc chọn số 5. Số 5. Và thông tin đi cùng đó là sen lô. Cái đàn sen lô thông thường nó là cái đàn, nói như này cho mọi người dễ hiểu, nó giống như cái đàn guitar hoặc là đàn violon nhưng nó to hơn. Nhưng mà khi đánh nó thì không để ngang như thế này mà chúng ta sẽ để dọc và dạ, chúng ta ngồi kéo. Rồi em biết cái đàn đó rồi. Đó, đàn sen lô. Dạ. Các bạn sẽ lựa chọn ai đây? 2, 3 hay 5 cho nhạc cụ này? Số 5 đi. Ok anh, chiều anh luôn đó. Để anh chọn luôn. Sao tự nhiên lại chọn số 5? Thì không trực giác nó là đúng việc đó là... Anh cứ trực giác thôi chứ bây giờ anh phân tích sai bét à. Nên là bây giờ trực giác mình cảm thấy thích số nào chọn số đó luôn anh. Trực giác không có lý do. Rồi thế Cao Thái Hà, trực giác của em là thế nào? Trực giác của em hả? Em thích số 3. Lý do? Tại vì em đang cảm thấy là bây giờ nó phải ngược lại á. Giống như hồi nãy là các bạn kia là nhỏ nhắn, em lại nghĩ là không có hơi thổi sáo được. Bây giờ em cứ cảm thấy là cái trực giác của em mà người nào mà không phải thì chắc là người đó phải á, kiểu vậy. Có nghĩa là ngược lại rồi. Hiệp thì chọn số 5, Hà thì chọn số 3. Bây giờ xem trợ lý chọn số mấy. Em thì anh biết tính em rồi đó, em không có thích chọn chung cái số với lại khách mời. Em sẽ chọn số 2. Hay quá. Ba người chọn 3 số. Nào, bây giờ các bạn sẽ chốt số mấy? Chọn thôi anh hay chọn thôi em? Rồi em mạnh mẽ lên chịu trách nhiệm. Bây giờ chọn số 2 đi cưng. Chọn số 2 đi theo Diệu Nhi đi. Diệu Nhi đúng không? Okay. Bây giờ thử cho cưng số. Bây giờ cho... Nó giữ lực trường, giữ chôn luôn. Bây giờ mình phải cho... Bây giờ mình phải cho chàng trai ấy một cơ hội đi. Nha, cũng như mình một cơ hội. Rồi em... Nhi ơi, em cái trực giác em đoán mình xem mình được bao nhiêu % Nhi? Em cũng hên xui, cũng là 100% á anh. Trời ơi, 100% luôn hả? Lúc sai là sai 100%. Dạ đúng. Mà lúc đúng đâu, thì đúng 100%. Dạ rồi. Số 2 nha anh nha. Anh muốn số 2 đúng không? Rồi số 2 anh. Số 2 đã được chốt nhưng anh chỉ nhắc em tôi Cao Thái Hà, em đã yêu số 2 lần thứ 3 rồi đấy. Bây giờ sẽ là kết quả thưa quý vị. Ok đi, biết quá tạm. con sai hết thì tới chơi cho vui mà. Một lần nữa không chính xác, số 2 không phải. Này số 2 ơi, em có biết là có rất nhiều người sẽ ghen tị với em bởi vì em đã làm cho Hà chú ý vào em quá nhiều không? Hà, gu của em có phải là... Lỗi lầm lần này là của anh Hiệp mà, Hiệp chọn theo Nhi mà em chọn số 3 mà. Ủa tại sao em không giữ lập trường thì chọn số 3? Tại anh á. Tại anh. Rồi, sao game nhà em phải giữ lập trường. Tuy là cái lập trường anh nó hơi nghiêng nghiêng ngã ngã hay là nó theo chiều gió thì em phải giữ lập trường chứ. Bây giờ số 3 là Hà, số 5 là Hiệp đúng không? Hãy cùng xem kết quả Hà đúng hay Hiệp đúng. Xin mời. Số 3. Em chọn là đúng rồi đấy chưa Hà? Hồi nãy em chọn là đúng rồi, tại sao em không giữ lập trường? Anh giận em dễ sợ luôn, dù mà ra con số 5 anh bớt giận em chút xíu. Em còn ra con số 3 là em anh giận em 100% luôn Hà ơi. Em ở cạnh một cái người lập trường vững vàng đến mức nào em hiểu rồi. Thế thì em phải có tính tự quyết nữa chứ, tại em nữa cơ. Em chọn số 3 là trúng rồi, có tiền rồi thiệt tình luôn á. Thôi thì sai vì tình yêu, chả có gì phải ngợi. Quan trọng là số 5 có giá trị là bao nhiêu. Xin mời. Để chọn là được rồi đi chưa. Tại anh 10 triệu. Tiền thưởng ngày càng nhiều hơn. Và hãy cùng xem cô gái ở vị trí số 3 kia chơi đàn cello như thế nào. Và chúng ta biết thêm những thông tin về cây đàn đặc biệt này. Xin mời ạ. Chào bạn, mời bạn chia sẻ thêm về cái loại nhạc cụ mà bạn... Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Lê Uyên. Hiện tại em đang học đại học năm nhất tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và học chuyên ngành cello ạ. Bạn tiếp xúc với cây đàn đó là được bao lâu? Dạ, tổng cộng là tới năm nay là 8 năm ạ. Đàn cello có phải như anh tả không? Đó là cái cây đàn mà chúng ta sẽ chơi dọc như thế này. Dạ đúng rồi. Có đúng không? Dạ. Cái đàn cello thì cái âm thanh của nó như thế nào và nó đóng góp cái điều gì cho một cái dàn nhạc? Đàn cello thì nó sẽ trầm hơn violon hoặc là viola và nó sẽ cao hơn 1/8 so với bass. Cello ở trong dàn nhạc góp phần như là một cái nền để cho dàn nhạc, góp phần làm cho dàn nhạc trở nên hay và dài hơn ạ. Có nghĩa là chúng ta đã có bass giữa cello và một số nhạc cụ khác ở cuối chương trình. Vì thế mà cảm ơn em. Và em sẽ cùng chờ đợi trong giây lát trước khi mang phần trình diễn của mình cùng với những người bạn đến với các quý vị khán giả. Dạ rồi, em xin chào các bạn mọi người ạ. Vẫn là còn số 2 đấy. Theo anh là đã yêu đương rồi mà đã lựa chọn rồi mình đến tận cùng đi, tầm này sao phải nghĩ. Em chọn số 2 á, thì thôi anh từ em luôn. Nha, mà mấy lần thua số 2 rồi đó. Thôi lần này anh sẽ không tin em nữa Nhi à. Anh cũng đi theo em mà dẫn dắt sau rồi rốt cuộc đừng chất he. Như 2 lần rồi hả Nhi? 2 lần được không Nhi? Đến với vòng thi thứ 4, vòng lập luận của chương trình Giác Quan Thứ 6 mùa 3. Đây đã là vòng 4 và 1 hay 3 trước? Số 1 đi anh. Số 1. Thông tin tương ứng đó là contrabass. Đây là một loại nhạc cụ cũng nằm trong dàn nhạc giao hưởng. Tôi nói luôn đây là một loại nhạc cụ nó khá to, nó mang tới một cái âm thanh theo tôi được biết là nó đấy. Có nghĩa là nó rất là trầm. Chỉ có 4 giây thôi. Là cái đàn đứng á, cái đàn này là Hiệp được biết là đứng. Hồi nãy là cái bàn số 3 là một cái đàn bự luôn, nhưng mà là ngồi. Còn cái đàn này là phải là đứng. Mà người chơi là cũng phải đứng chơi luôn. Đúng rồi. Chứ không có ngồi chơi. Chiếc đàn này nếu tôi nhớ không nhầm thì gọi là đại hồ cầm. Yeah. Bây giờ mời Hiệp vững vàng. Nên là lập trường rất vững vàng. Vững vàng lúc đầu thôi, còn lúc cuối thì chưa biết. 2 là Hà Trung Thủy sẽ lựa chọn đi số 2 và số 5. Vẫn là còn số 2 đấy. Theo anh là đã yêu đương rồi mà đã lựa chọn rồi mình đến tận cùng đi, tầm này sao phải nghĩ. Anh đừng hỏi em nha, hỏi em là em đã số 2 nữa đấy. Em tới cùng luôn. Hà Trung Thủy mà. Lẽ giờ chọn số 2 là đúng đó mà sợ rớt nữa. Nhất quá tam rồi, 3 lần rồi chất quốc rồi lẽ. Thế nào cũng sẽ bị chất he lần thứ 4. Nhưng mà thật sự là cái đàn đó là chỉ 2, nếu mà một nam một nữ thì sẽ phù hợp với nam hơn. Vậy là tóm lại là loanh quanh một lúc thì Hiệp vẫn chọn số 2 đúng không? Thôi bây giờ cho anh chọn nha. Cho anh chọn nha. 3 lần thua rồi. số này. À, nếu đặt đồn cuối cùng nha, đặt đồn cuối cùng. Nếu là em chọn, em cũng chọn số 2 đúng không? Đúng rồi anh, em là số 2 thôi. Từ đầu của chương trình tới giờ là em chọn số 2. Nào Diệu Nhi, nếu là em chọn số 2 thất vọng nữa nha. Em có cảm giác bạn số 5 hơn. Em vẫn thấy những cái hình ảnh nha, những cô gái mà đeo một cái đàn rất là bự đằng sau đeo đi. Thôi lần này anh sẽ không tin em nữa Nhi à. Anh cũng đi theo em mà dẫn dắt sao rồi rốt cuộc từ cũng chất he. Như hai lần rồi hả Nhi? Hai lần rồi không Nhi? Lần này trợ lý của chương trình chọn số 5 nhưng người chơi lại chọn số 2. Đây là lần đồng thuận cao nhất từ đầu chương trình đến giờ của hai người chơi. Nào hãy cùng xem kết quả. Wow! Sự thủy chung nào cũng đã được đền đáp. Người ta nói 3 lần đã là nhiều lắm rồi nhưng không. Bằng sự thủy chung mù quáng thì lần này Cao Thái Hà đã chính xác. Nhưng bây giờ sẽ là gói tiền thưởng số 1 được mở ra. 25 triệu đi. 25 triệu đúng không? 15 với 25 đúng không? 25 triệu! Trời ơi, tuyệt vời thiệt tình luôn á. Cuối cùng mà được 25 triệu quá tuyệt vời. Nào hãy cùng bước lên phía trên. Mời chàng trai số 2. Xin chào bạn. Xin mời bạn chia sẻ thêm về mình cũng như là cái loại nhạc cụ mà bạn chơi. Xin chào mọi người, mình là Đỗ Vinh Hôn. Năm nay mình 24 tuổi và mình là nhạc công chơi đàn công sax. Bạn chơi được bao nhiêu năm rồi? Năm nay là tổng cộng là 6 năm rồi. Và em thấy sao khi em được ưu ái vô cùng bởi sự lựa chọn của Cao Thái Hà? Em cảm giác là tội lỗi tại vì đã lừa chị Hà tới 3 lần. Và theo em cái gì là khó nhất khi chơi cái nhạc cụ này? Tất nhiên là anh sẽ phải cần cái chiều cao này. Anh thấy cái chiều cao là cái cần. Nó có nhiều thứ khác nhưng mà lúc nào cũng vậy, cái quan trọng nhất lúc nào cũng phải là cái sự kiên trì để mà tập luyện hàng ngày. Anh nghĩ rằng nó còn ở đâu đó là còn một sự hy sinh và cống hiến âm thầm nữa, đúng không? Bởi vì trong một dàn nhạc thì những cái nhạc cụ khác ấy, âm thanh của nó khá là đặc trưng và khi nó vang lên thì người ta dễ nhận ra. Nhưng những cái người mà chơi contrabass như các em ấy lại là một người rất là cần mẫn và đôi khi là có một sự hy sinh rất là lớn để làm nền cho các nhạc cụ khác. Có đúng vậy không? Đúng rồi. Đó. Đấy. Cảm ơn em đã đến với chương trình và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một phần trình diễn kết hợp của em với những nhạc cụ khác ở cuối. Cảm ơn em. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đi đến vòng thi cuối cùng, vòng thi quyết định của chương trình Giác Quan Thứ 6 mùa 3. Chúng ta còn lại một gói tiền thưởng số 3, đương nhiên nó sẽ là 15 triệu. Và hai thông tin đi cùng sẽ là horn và violin. Đây là hai loại nhạc cụ và chúng ta còn lại một khách mời, cô gái với gương mặt rất căng thẳng, không hiểu tại sao, rất xinh nhá nhưng mà lại rất căng thẳng. Nào, hãy chọn đi. Thông tin nào sẽ phù hợp với cô gái này? Chúng biết sao đôi khi cái thần thái, cái gương mặt nó phù hợp với cái nhạc cụ của người ta chơi. Nhưng mà với gương mặt của cô gái số 5 này thì với Hòa Hiệp thì không có thích hợp với violin lắm. Tại violin gương mặt người ta phiêu dữ lắm, phiêu mà mặt cưng dữ lắm đó. Còn mặt này hình sự quá, chắc nó phù hợp với cái kèn nhiều hơn. Tại kèn là phải dùng cái gọi là nội lực để mà mình thổi. Nhiều lúc nó bị nó cũng bị ảnh hưởng đến cái thần thái không? Sao? Thế còn Cao Thái Hà, em nghĩ sao về hai nhạc cụ này thì sao? Kiến thức của em cũng hơi kém về nhạc giao hưởng đó, nên là em kiểu nghĩ sao là đoán đại thôi chứ em nghĩ là violin. Violin. Dạ. Thôi bây giờ cho anh chọn nữa nha. Anh chọn đi. Được không? Cho anh chọn đi. Em luôn cho anh chọn mà. Anh Hiệp sao mấy cái dòng cuối này có vẻ rất tự tin. Bởi vì từ tháng xong lên hình như là Hà nó không có học phong thủy bấm chuông, hiểu không? Đúng. Mỗi lần mà Hà bấm chuông cái bị rớt chớt he. Thì ra là như vậy. Anh bấm chuông coi kỳ này coi rớt luôn nè. Em hiểu rồi. Vâng, như vậy bạn đã bấm chuông và lựa chọn đáp án đó là chắc chắn là gương mặt này không thể nào mà chơi violin được. Thôi chúng ta cứ nói là cái kèn đồng đi. Kèn đồng. Kèn đồng đúng không? Kèn đồng. Nào bây giờ sẽ là kết quả thưa quý vị. Chính xác thưa quý vị. Thật là kỳ diệu và cô gái đã nở nụ cười rồi. Em ơi mệt không? Chắc mỏi mặt lắm đúng không? Ủa vậy mình thương lắm ấy. Ủa vậy anh trúng rồi hả? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đó anh. Yeah. Yeah. Nè, rút kinh nghiệm nghe chưa, mốt đi chơi để em bấm chuông, em đừng bao giờ bấm chuông nghe Hà. Em bấm chuông toàn là thua không ha. Anh thương em lắm cô gái số 5 ạ, bởi vì anh biết là em rất là cố diễn căng thẳng, nhưng em sinh ra không phải là để căng thẳng. Bởi vì nhìn em là đã thấy tươi vui rồi. 15 triệu đó cuối cùng đã thuộc về hai người chơi. Yeah. 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 Và chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái ở vị trí số 5. Mời em. Xin chào bạn, mời bạn chia sẻ thêm về mình. Xin chào mọi người, em tên là Phạm Bảo Long. Hiện nay em là sinh viên năm thứ 7 của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc cụ em chơi là kèn French horn. Thực sự là anh cũng có thể đã từng nhìn thấy nó, nhưng âm thanh của nó thì anh cũng chưa hình dung ra. Vậy thì cái âm thanh của nó như thế nào, nó mang lại cái điều gì cho một cái dàn nhạc? Thường thường thì mà mọi người có xem những cái bộ phim Hollywood nổi tiếng thì kèn French horn là luôn luôn giữ những cái âm thanh chính và những cái giai điệu chính. Khi mà giống như mọi người có xem bộ phim Jurassic World, công viên khủng long á, là những cái lúc mà hùng hồn nhất. À, đây chính là tiếng kèn, đó chính là tiếng kèn đó. Dạ đúng rồi. Wow, nó như là kèn báo động, nhưng nó cũng là một cái kèn mà làm cho chúng ta trong bộ phim đó con người như là những cái con mồi và khủng long là những người đi săn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hay quá. Cảm ơn em, hôm nay anh biết thêm được một kiến thức. Nhưng mà em có thể cho anh Hiệp biết là em rất cá tính đúng không? Và em thật sự là em có nụ cười rất là đẹp, rất là có duyên. Mà thật sự là hồi nãy giờ em làm anh ở ngồi đây rất là căng thẳng với em luôn đó. Mặt rất là ngầu, mà anh thấy là có hai sắc thái luôn đó. Đứng lên đây luôn, đứng cạnh luôn đi. Ủa lên được hả? Lên luôn tất chứ. Tất nhiên. Rất là dễ thương thật sự. Em không tin được luôn á. Em bắt tay cái. Thì, trời ơi. Em làm thật sự là trong 5 người em là người gọi là gây ấn tượng cho anh cũng như là tất cả mọi người đây. Mà tại sao em căng thẳng như vậy? Em chỉ diễn thôi để mà đừng có bị lộ. À, em đừng có bị được lộ hình là người đầu tiên phải không? Để chừa em cuối cùng. Quá tuyệt vời. Cho bạn ấy một tràng của tay thật lớn à. Rồi, giữ nguyên chụp hình. Cô gái, anh chúc mừng em. Tương lai có thể em sẽ là chủ của một chuỗi cửa hàng bán trà sữa. Thành phố Hồ Chí Minh. Năm rất là phù hợp. Tại vì biết sao không? Ví dụ như là chồng bán trà sữa hoặc là đồ ăn vặt đó, còn vợ ngồi thổi kèn cho khách nghe. Đúng nó rồi. Vừa ăn vừa nghe vừa giải trí. Đúng đó, rồi. Có nghĩa là thưa quý vị, thật là tuyệt vời khi chúng ta ngày hôm nay được đón tiếp những nhạc công đến từ một dàn nhạc giao hưởng. Mỗi một nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng lại mang tới những âm thanh khác nhau để hòa quyện vào, để tạo nên những tác phẩm âm nhạc có thể nói là hoành tráng nhất, đỉnh cao nhất của âm nhạc hiện đại. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của 3 loại nhạc cụ kết hợp cùng với dàn nhạc giao hưởng. Thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiết mục cuối cùng trong chương trình hôm nay. Và gương mặt rất quen thuộc đang đứng cạnh tôi là một gương mặt đã tham gia với chương trình Giác Quan Thứ 6 ở những số đầu tiên. Một nhạc trưởng hay còn gọi là chỉ huy dàn nhạc trong một dàn nhạc. Và đây có phải là những cộng sự và là những đồng nghiệp thường xuyên hàng ngày tập luyện cùng với bạn hay không? Dạ đúng ạ. Và có phải là vì chương trình hấp dẫn quá bạn tham gia rồi mọi người bảo là cho mọi người tham gia thử một lần có đúng không? À, đúng rồi, thì rất là vui khi tham gia chương trình này. Rất là vui. À, đúng và rồi. Sau khi lên chương trình Giác Quan Thứ 6 về, gia đình, người thân có ai hỏi han gì bạn hay là có thêm nhiều khán giả biết tới bạn không ạ? À, cũng có nhiều người họ hỏi thăm và họ khen là đẹp trai thế. À, đẹp trai thế. Và khi bạn ra về thì bạn nhớ điều gì nhất ở chương trình? Có phải là nhớ cô trợ lý xinh đẹp của chúng tôi không? À, đúng rồi. Nhớ chị Diệu Nhi có một chút vui tính và một chút hài hước, cho nên là đã là ấn tượng nhiều trong lần đó. À, hoặc là có nhớ một chút đúng không? À, đúng rồi. Sướng á, khó nhớ. Tại vì bạn ấy là đã có người yêu rồi mà, chứ nhớ nhiều là em khổ tâm lắm. Ủa không, nhớ nhiều em không khổ mà người yêu bạn ấy khổ. Và thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là phần trình diễn vô cùng đặc biệt. Bởi vì không gian của chúng tôi thì không quá lớn, nhưng ở đây thì có gần như là đầy đủ những cái nhạc cụ cần thiết để tạo nên một dàn nhạc giao hưởng. Tất nhiên để mà đầy đủ thì còn phải nhiều hơn nữa, nhưng như thế này thì cũng là tạm được rồi, có đúng không? Và chúng tôi xin được mang tới cho quý vị một phần trình diễn đặc biệt. Và bản nhạc này có tên là gì? Bản nhạc này tên là Tico Tico, là một điệu samba của Brazil ạ. Chắc chắn sẽ rất là vui nhộn và không khí đúng không? À, đúng rồi. Một tiết mục kết lại cho những tiết mục trên sân khấu của chương trình hôm nay. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sân khấu là của các bạn. Hay quá, quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với sự lựa chọn cũng như